Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với lại video tiếp theo của Team HTD Research và mình là Minh Tiến. Trên màn hình của bạn chính là cái lộ trình vetting của nền tảng Starnet và cái con số uh, hơn 700 triệu cụ thể các bạn thấy được rằng là khoảng tầm là 719 triệu 785.000 token uh, STRK sẽ là cái con số mà được triển khai Aerobe uh, phân phát cho cộng đồng đúng không các bạn? Thì uh, các bạn thấy là theo những cái thông tin mà chúng ta cập nhật được ấy, thì cái con số trên 700 triệu token này nó sẽ được uh, triển khai cho khoảng là 1,3 triệu ví uh, đủ điều kiện đúng không ạ? Và đây là những ví mà thuộc vào nhóm những người dùng ban đầu này Hoặc là những người mà có đóng góp cho mạng này Hoặc là nhà xây dựng Ethereum Hoặc là nhà phát triển mã nguồn mở các bạn ạ Và cái điều kiện để có thể là nhận được uh, Aerobe từ dự án thì uh, Đến thời điểm hiện tại đây chính là cái thông tin mà đang gây khá là nhiều tranh cãi ở thời điểm hiện tại đúng không ạ? Các bạn thấy được rằng là đây là những cái điều kiện đang xuất hiện trên màn hình của các bạn đây. Đầu tiên là sử dụng Starnet hơn 5 lần trong 3 tháng riêng biệt trở lên. Ok, cái điều kiện này thì mình nghĩ rằng là những người tham gia Aerobe, đúng không ạ? Những người mà tham gia Testnet cũng như là những người mà hoạt động tích cực trên nền tảng thì chắc hẳn là cái việc mà à, hoạt động, à, đúng không các bạn? À, sử dụng cái nền tảng Starnet này hơn 5 lần trong 3 tháng thì nó mình nghĩ rằng là đấy là cái điều mà khá là đơn giản đúng không các bạn với những người mà chuyên làm aerob cũng như là những người mà tin tưởng vào nền tảng này và cái điều kiện tiếp theo thì các bạn thấy được rằng là có volume tích lũy ít nhất là 100 USD trước ngày 15 tháng 11 của năm 2023 thì đến thời điểm hiện tại những bạn nào mà tham gia test net miễn phí đúng không các bạn các bạn tham gia trải nghiệm mạng lưới free thì đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là chia buồn với các bạn và các bạn sẽ nếu như mà theo những cái điều kiện này thì các bạn sẽ không nhận cái phần thưởng aerob đâu đúng không các bạn và có một cái mà mình nghĩ rằng là <laughs> cũng khá là khó cho những người mà tham gia EROB đó là gì các bạn đó là có 0,005 ETH trở lên trong tài khoản vào ngày đó đó thì khả năng là nếu như mà họ nói là vào ngày đó thì khả năng là trước ngày 15 à, tháng 11 của năm 2023 đó các bạn và đến thời điểm đó thì các bạn thấy là họ sẽ à, gọi là họ sẽ kiểu như kiểu là chụp nhanh tài khoản của bạn đấy đúng không để xem là các bạn có đủ điều kiện hay không thì mình nghĩ rằng là cái này cái điều kiện này là cái điều kiện khá là khó vì từ trước đến giờ các bạn thấy được rằng khi mà chúng ta tham gia aerobe vào bất kỳ nền tảng bất kỳ dự án nào thì có thể là có những lúc chúng ta có eth trong tài khoản đúng không ạ sau đó các bạn có thể là swap các bạn có thể trải nghiệm mạng lưới bằng cách là có thể là giao dịch này nọ vân vân đúng không các bạn nhưng mà để giữ được 0,05 à, eth trong tài khoản thì mình nghĩ rằng là cũng à, không phải là nhiều người làm được đâu vì thế là khả năng là nếu như mà đáp ứng đầy đủ ba cái điều kiện trên này thì cũng à, cái số lượng người mà đủ để đáp ứng thì mình nghĩ rằng là cũng không phải là nhiều cho lắm đúng không các bạn và đây chính là cái lý do tại sao mà cộng đồng lại quay lưng và rời bỏ stacknet khá là nhiều nếu như các bạn cập nhật thông tin thì các bạn thấy được rằng là cái số lượng mà người à, tham gia sử dụng mạng lưới Stuxnet đã giảm đi khá là đáng kể. Cũng như là cái volume giao dịch đã giảm sút khá là lớn đúng không ạ? Và theo những cái thông tin mình cập nhật được ấy, thì các bạn thấy được rằng là trong ngày hôm nay tức là ngày 20 tháng 2 của năm 2024 theo giờ Việt Nam. ấy, Vào khoảng thời gian đó chính là 7 giờ tối đúng không bạn? À, giờ ngày hôm nay thì họ sẽ à, à, mở cái cổng Creme Europe cho những cái người dùng và những cái thành viên mà đóng góp sớm cho dự án tức là các bạn có thể claim Aerobe ở khoảng thời gian đó và ngay trước cái thời điểm mà niêm biết hàng loạt trên các sàn giao dịch bao gồm có cả là Binance thì theo những cái thông tin này các bạn thấy được rằng là Binance họ cũng công bố là họ sẽ triển khai mở những cái cặp giao dịch như là STRK BTC này cũng như là STRK USDT và STRK FDUSD này và STRK TRI vân vân À, đây chính là cái thông tin mà các bạn thấy được rằng là Twitter của Binance đã cập nhật cái thông tin đó. À, bên cạnh những cái uh, thông tin mà khiến cho người dùng cảm thấy là khá là háo hức về cái uh, sự kiện Erop đợt này của Starknet đương nhiên rồi các bạn, nếu như các bạn mà là những người mà đủ điều kiện ấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy khá là háo hức đúng không các bạn? Vì các bạn thấy là với cái giá thời điểm hiện tại khi mà chúng ta vào coi cái khác Cap để cập nhật thông tin ấy, thì các bạn thấy được rằng nó đã niêm yết trên khá là nhiều những sàn giao dịch có thể là các bạn thấy là Bybit này. KuCoin vân vân đúng không bạn thì các bạn thấy là cái giá thời điểm hiện tại nó đang vào khoảng là 3 USD nếu như mà cái số lượng token khoảng tầm trên 700 triệu đó mà được chia cho những cái địa chỉ ví mà đủ điều kiện chơi đều thì các bạn thấy được rằng là có khá là nhiều người sẽ nhận được khá khá token đấy đúng không bạn à, đương nhiên rồi họ sẽ chia theo cái mình nghĩ rằng là họ sẽ chia theo cái năng suất đúng không bạn cái mà cái khoảng thời gian cũng như là cái hoạt động tích cực trên mạng lưới của theo từng tùy từng địa chỉ ví, ấy. các bạn hoạt động tích cực nhiều thì các bạn sẽ được chia nhiều đúng không? Và các bạn nào ít hoạt động thì sẽ được chia ít, mình nghĩ rằng là họ sẽ phân phối như vậy nó sẽ hợp lý hơn đúng không? Và đương nhiên rồi, ngoài những cái người mà cảm thấy khá là hào hức khi mà đủ điều kiện để có thể là nhận euro đến từ cái nền tảng StarNet này thì cũng có một số những bộ phận đang cảm thấy khá là bức xúc các bạn ạ, thực sự đang cảm thấy khá là bức xúc. Uh, họ uh, cho rằng là cái tiêu chí mà cái nền tảng stacknet này đưa ra ấy thì nó là một cái tiêu chí khá là khắc nghiệt các bạn ạ khá là khắc nghiệt và ngoài ra thì họ còn chỉ trích stacknet thiên vị quá là lộ liễu đối với cái bộ phận developer thậm chí là những cái lập trình viên uh, chỉ có là thực hiện kiểm tra chính tả đơn giản thôi cũng đủ điều kiện để có thể là nhận cái số lượng token lên tới khoảng tầm là 1,8 tám nghìn token uh, STLK thì với cái giá thời điểm hiện tại theo như coi khác thống kê thì các bạn thấy nó vào khoảng tầm là 3 đô đi đúng không các bạn à, sắp xỉ khoảng tầm 3 đô 1,8 nghìn thì đâu đó nó cũng phải tầm là à, trên 5 nghìn USD rồi thì đây cũng là một cái con số nó cũng tương tương đối đấy các bạn đúng không và sau khi mà có cái thông tin đó thì chúng ta đã thấy cái hoạt động trên mạng lưới của Stacknet bắt đầu có sự sụt giảm khá là nghiêm trọng à, cụ thể thì khi mà các bạn xem dữ liệu trên uh, Stack thì đang cho chúng ta thấy là cái thời điểm trước khi mà có cái thông tin Europe ấy thì cái số lượng địa chỉ ví hoạt động hàng ngày nó lên tới cái con số là khoảng tầm là 220 đến 230.000 địa chỉ ví hoạt động hàng ngày, thậm chí có những cái lúc đạt đỉnh nó lên tới khoảng tầm là 386.000 địa chỉ ví hoạt động cơ. Như vậy là cái con số này khá là cao, nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì các bạn thấy được rằng là theo cái dữ liệu đến từ Start scan thì nó chỉ khoảng là sấp xỉ 25.000 địa chỉ ví hoạt động ở thời điểm hiện tại thôi và volume giao dịch thì cũng có cái sự lao dốc theo các bạn ạ cụ thể thì các bạn thấy là vào khoảng thời gian như là ngày 14 tháng 2 của năm 2024 ấy, thì các bạn thấy cái volume giao dịch ở thời điểm đó đã có những lúc nó lên tới khoảng tầm là 122 triệu USD đó thì con số cũng khá là lớn nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nó đã giảm khá là nhiều rồi à, các bạn thấy được rằng là ví dụ trong ngày hôm qua thì nó đã giảm về dưới cái mốc đó là hơn à, hơn 60 triệu USD khoảng tầm là 61 triệu USD nhưng mà khi mà chúng ta thấy cái số lượng địa chỉ ví giảm khá là đáng kể cũng như là volume giao dịch giảm Nhưng mà đến thời điểm hiện tại khi mà các bạn xem TVL của StarNet trên DeFi Rama, thì bạn thấy là thời điểm hiện tại nó vẫn giữ được ở cái mức khoảng là 55,7 triệu Như vậy là nó đang không bị mất phong độ đúng không các bạn Nó không bị tụt dốc không phanh Và nếu như mà xem vào thời điểm hiện tại thì những nền tảng nào mang lại cái TVL trong cái à, mảng DeFi cho Stacknet thì các bạn thấy được rằng là có Nostra này đúng không? Ecobo này, ZKLand này, đó, uh, ZD Swap này, vân vân, My đây là những cái nền tảng mà đang mang lại cái TVL à, uh, lớn cho nền tảng Stacknet này. Và ngoài những cái thông tin trên thì vẫn còn một cái điểm mà đang gây tranh cãi ở uh, trong cái đợt Aerobe lần này của cái nền tảng Stacknet các bạn ạ đó chính là cái thông báo về cái lộ trình vesting cái đồng token STRK của nền tảng Starknet à, cụ thể thì các bạn thấy là theo như cái thông báo ấy thì sẽ có khoảng tầm là 13 phần trăm nguồn cung sẽ được ăn unlock cho đội ngũ phát triển và nhà đầu tư vào tháng tư của năm 2024 này tức là chỉ khoảng thời gian sau hai tháng triển khai cái sự kiện Aerobe này thôi thì đã ăn unlock ngay cho cái đội ngũ phát triển cũng như là nhà đầu tư rồi và cái lượng token có thể là trị giá lên tới khoảng tầm là 2,15 tỷ USD Và với cái lượng token mà được unlock vào thời điểm đó đúng không ạ Nó có cái giá trị lớn như vậy thì nó đã tạo ra cái áp lực bán xả lên thị trường cũng khá là lớn à, Khi mà cập nhật thông tin đến đây ấy, thì cái mà mình à, lo lắng hơn nữa Đó chính là thị trường crypto nói chung các bạn ạ à, Lý do vì sao các bạn thấy là À, nó có từng thời điểm các bạn có những cái thời điểm mà rất là nhiều những cái nền tảng những dự án họ unlock token với số lượng khá lớn và nó tập trung thường vào một cái thời điểm nào đó ví dụ là trong năm 2023 kể từ khi mà HTS thành lập ấy, đó thì các bạn thấy là team thì cũng cập nhật liên tục về những cái dự án là tháng 11 của năm 2023 là cái thời điểm mà dự án sẽ unlock số lượng token thực sự lớn và có khá là nhiều những cái dự án ăn unlock thời điểm đó và ở cái thời điểm đó thì chúng ta cũng đã nói về tháng 11 là cái tháng mà tiềm năng tăng trưởng của thị trường cũng khá là lớn đúng không các bạn? Và thường sẽ là cái tháng tăng trưởng của thị trường. À, cùng với đó nữa là có khá là nhiều cái thông tin tập trung vào khoảng thời gian tháng 11. Vì thế là à, trong cái khoảng thời gian đó là tháng 3, tháng 4 thì chúng ta đã phân tích với nhau về cái có khả năng trong tháng 11 sẽ là cái tháng mà à, có rất là nhiều những sự kiện và giúp cho thị trường chúng ta có cái tiềm năng tăng trưởng. Đúng không các bạn? Thì... À, các bạn thấy là trước cái tháng 11 ấy, cụ thể thì khoảng thời gian tháng 8 thì chúng ta thấy thị trường có sự điều chỉnh khá là mạnh trước cái thềm trước cái uh, sự tăng trưởng của thị trường vào khoảng thời gian đó là tháng giữa tháng 10 và sang tháng 11 đúng không và sang tháng 11 chúng ta đã tiếp nhận rất là nhiều thông tin những dự án, án Lock Token và thời điểm đó thì có rất là nhiều thông tin lớn đặc biệt là cái thông tin liên quan tới Bitcoin ETF spot thì sắp tới đây chúng ta có sự kiện Bitcoin Aving này sự kiện ETH triển khai cái bản nâng cấp đó là đền này đúng không ạ thì ở cái thời điểm đó mình nghĩ rằng là sẽ có rất rất là nhiều thông, thông tin và đến thời điểm đó thì mình nghĩ là thị trường nó cũng đã tăng trưởng một khoảng thời gian khá lớn rồi nếu như mà À, cái nền tảng ví dụ Stacknet cũng như là một số những nền tảng khác mà được ăn khá lớn thời điểm đó thì mình cũng lo lắng khá là lo lắng các bạn ạ, rằng là thị trường crypto của chúng ta sẽ có một cái đợt bán xả à, có thể là trước cái sự kiện Bitcoin halving có thể là sau sự kiện Bitcoin halving thì các bạn thấy là sự kiện Bitcoin Vinh cũng như là sự kiện mà SH triển khai cái bản nâng cấp lên cool chính là hai cái sự kiện khá là lớn để có thể là à, dẫn dắt đúng không các bạn là thị trường có cái sự tăng trưởng và đến một cái thời điểm nào đó thì khả năng bị chốt lời cũng khá là cao đó À, các bạn có thể là trở ngược vào khoảng thời gian à, à, Chu kỳ trước đi đúng không Trở lại hẳn chu kỳ trước Thì bạn thấy được rằng là trước cái sự kiện mà à, Bitcoin triển khai Hà Vinh đúng không Thì chúng ta cũng đã thấy BTC rơi tự do Từ cái khoảng 10.000 về từ cái cái vùng giá khoảng tầm là 4.000 gì đó đúng không các bạn Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta không biết được rằng là lịch sử Nó có lập lại hay không Nhưng mà à, mình vẫn khá là lo lắng Các bạn ạ khá là lo lắng về cái thời điểm đó Nhưng mà cũng không sao cả các bạn ạ Nếu như mà chúng ta là những nhà đầu tư ngắn hạn thì chúng ta cũng nên gọi là cân nhắc, cũng nên là bám sát thị trường, cũng nên là bám sát vào những cái dự án mà các bạn tham gia đầu tư. Còn nếu như mà các bạn tin tưởng vào dài hạn thì à, à, tháng tư, đúng không ạ? Trước cái sự kiện bitcoin Hà Bình nó có điều chỉnh hay không? Hay sau sự kiện bitcoin Hà Bình nó có điều chỉnh không? thì đấy cũng là cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể là phân bổ thêm vốn vào để có thể gom thêm hàng cho option các bạn nhé. OK các bạn, thì rất cảm ơn các bạn đã xem video và video này chỉ mang tính chất là tham khảo, không phải không được coi là lời khuyên đầu tư các bạn nhé. À, mình sẽ gặp lại các bạn vào những video tiếp theo xin chào hẹn gặp lại các bạn xin chào